cho nó nóng. Thế thì ta mừng món mới nhỉ? Ta lại mừng món mới hả? Nào. Đây. 1 2 3. Hút. À! Cháu nghĩ ra cái này. Đây. Đây nha. Rượu rất là ngon. Nhưng mà ông bà uống như này phí phạm quá. Ố phí. Hay là bây giờ nhà mình chơi một trò chơi đi ạ. Ai thắng người ấy mới được uống. Thế là thế cũng được. Thế thì chia là hai phe. Ông với cháu một phe. Này, ông đừng có ăn gian. Ông là đàn ông, rồi ông lại chơi với cái trẻ trung thanh niên này. Thế ba đơn vàng của tôi kém à? Tôi cứ nhầm ý, không đồng ý nhá. Không sao, ông bà yên tâm. Trò chơi này là nâng cao chủ nghĩa cá nhân, không chơi đội. Cho nên là ai thắng người ấy mới được uống ạ. Đồng ý. Đó chính là trò chơi oản tử tỷ. Con chơi với. Nhiệm vụ của tôi với anh trong trò chơi này là chơi ăn gian. Ăn gian á? Bà biết bà mắng đấy. Kệ bà. Bà làm sao mà biết được. Bây giờ tôi với anh sẽ phải phím nhau, thay phiên nhau thắng. Bao giờ uống hết cái chum rượu kia thì mới thôi. Uống hết á? Cái chum ấy nhiều không? Thật ra thì tôi uống thì cũng... Thanh niên hoi không uống được rượu à? Thôi được rồi, anh uống bao nhiêu thì uống, còn lại để tôi cân. Quan trọng chính là không được để ông bà thắng, đồng nghĩa với việc không được để ông bà uống. Hiểu không? Anh nghĩ mà xem, toàn tiểu đường, cao huyết áp với cả mỡ máu. Bây giờ uống vào rồi mất kiểm soát, rồi sập ra đấy. Ôi, chỉ có bung toang thôi. Chơi không? Chơi. Ok. Bây giờ nhá, tôi sẽ phím như này nhá. Khi mà tôi phồng má như này thì sẽ là đấm. Khi mà tôi cắn răng này thì là kéo. Ok. Nào. Còn khi mà tôi chớp mắt thì sẽ là lá. Nhớ chưa? Chưa. Ui, đùa. Lại đi. Lá. Nhớ chưa? Cười cái gì? Rồi. Chốt nhá.